Hello, xin chào mọi người, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu trên một cánh cửa nha. Ok, và để đợi mất nhiều ra mọi người, mình sẽ hướng dẫn tô lúc bức tranh nha. Nó thoát đi này. Không. Thì kiểu này không? Tao biết chết mày đi nha. Thì ai bảo mày đã đi mình à? Okay. Nó bắt em đi trượt cái đường của con đấy luôn mà. Đâu. Xong rồi mày bảo mẹ chứ. Điều anh Linh Hàn kia. Idol Vũ Minh Ngọc. Idol làm mẹ. Con đấy chơi game vui mà. Phải chơi game cũng chơi xe mà. Mỗi tội quạo là nó chửi. Tôi mỗi tội chơi ngu là nó chửi. Đợt mình chơi với nó thì chơi bình thường thôi. Đợt đấy gánh nó thì ra nó khen, nên không nó không chửi gì. Tình ức, ơi. Tí nó có em giờ rồi. Xoát lịch sử đi không? Vậy. Vui lắm sau, rồi đấy. Sau cái bài của mẹ. Cái gì ạ? Cái bài này sau cái bài của mẹ. Cái này hết kiểu. Út chút. Chết rồi, hết video rồi. Ok mọi người. Ai gọi? Cái lưng này nó shipper rồi, chết rồi. Alo ạ? Chút được anh ạ. Vâng. Vâng đúng rồi, 2805. Đơn TikTok shop. Hình như chân gà anh Đức đúng không? 200 mấy. Không, để em check lại đơn. Ok nha mọi người đợi một xíu. Đơn 200 có ăn vào đơn gì ấy. Ngôi mộ hả? Cái này là ngôi mộ nhờ mọi người. Giờ mình có để kỹ. Mình sẽ khắc tên ai vào đây nhỉ? Tranh ngôi mộ này mình sẽ khắc tên ai? Để mình thử nghĩ chăng? Làm khó rồi. Mình check. Chiếc mèo. Đó. Mình sẽ khắc tên những ngôi mộ này cho con mèo. Mình ghét nó. Cho mộ là may lắm rồi nè. Nó bớt làm phiền ha. Ok nha mọi người, một tô đi ạ. Đường TikTok shop. Nó ghi tên cái shop hả? Hay là nó ship lại? Ok. Cái đơn đấy là cái gì đấy ạ? Cái đấy của em. Em tưởng
sắc. Hai trăm năm mươi chưa ạ? Sao anh có thể chuyển khoản được không? Tại em gọi mấy túi? Một thôi. Nó mới về một túi này. Ô. Mẹ ông này bị thật. Nè. Về cho tôi phải chủ luôn. Oh no, chỉ có gọi gì đều dừng nói. Nghe sao cũng được. Thế thì chịu số. Ok, rồi mình sang mấy chai nữa để mình xem nha. Theo bước bản vẫn là người ta không. Đặt đời đó là không hả? Ê, tôi ấn vào đây. Hả? Tôi ấn vào cái tải về này, xong rồi nó tải đây đúng không? Là nó tự tải về download hả? Tôi ấn vào cái này, xong rồi tôi... Anh chủ view cho em ấy. Thế được hả? Ừ. Nó thay link là được mà. Nhưng mà đợi nó loát lên chứ mà. Tôi thấy nó nhảy vào đây rồi mà. Không, phải... Giờ nhìn cái xoay tròn tròn... Đấy, cứ tải, ấn tải đi, xong nhìn cái bên trên này. Ủa, ấn tải xuống. Giờ cái góc trên nó xoay, giờ bờ xoay hết là còn nhựa tải. Mình ấn sang bên để góp link khác cũng được không? Cần đi, cứ ăn. Anh mà tải vừa thôi, tải nhiều. Đấy, một lúc tải về, nó khác tự nhảy. Tôi thấy nó nhảy. Ý là tải vừa thôi, tải nhiều nó có loát được không? Tải tầm 6 tải thôi, đừng có tải nhiều hơn. Anh vừa chuyển rồi ạ? Đến 2 tỷ 500 Nói gì vậy? 2 tỷ 520 triệu Ờ, 5 tỷ 250 triệu. Ok nha mọi người, mọi người tốt đi ạ. Chết tôi rồi, đi gieo thêm thố này nhầm ơi. Anh sao vậy, anh ăn gì ạ? Bún ốc. Chẳng ngon. Anh nhận đơn cho anh Đức. Quán này một nhanh. Được rồi. Ok. Anh ăn cháo không ạ? Chả ngon. Ăn bún riêu, anh ăn bún ốc nhá. Cũng được. Nó về cũng được mà phần nào có à? Hai. Cái này cũng chả này. Ừ. Anh ăn bún ốc lẫn thập cẩm nhá. Lê chanh chả. Hay là bún ốc to thập cẩm ạ? To đi. Ok mọi người. Anh ăn gì anh? Cứt. Vì cũng được trừ bún ốc. Phải nói rõ, không rõ là chế. Em đặt mấy con gò. Ừ, chứ bún chéo, bún bò. Bún gì em ăn được chứ bún đậm. Anh ăn bún gì? Chả. Mụ cho mèo. Cái gì? Đấy, mụ của mèo. Chịu rồi, tao ghi chữ mèo vào mà đúng má tôi đây. Nơi chôn cất những con mèo. Đây ăn nghỉ. Đạt luôn tiêu đề đấy. May thì ghi chữ min rồi đấy. Ghi min con này nó cảm hộ này. Hất mèo nên mình sẽ ghi mèo nha mọi người. Và video của mình đến đây kết thúc nha. Còn lại tất cả mọi người những video tiếp theo mọi người xin kính kênh ngủ nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu một cái quất giấy quyển vuông, hay còn gọi là chỉ thủy. Tôi nói chung là lời của nhà vua ha, chuyên chế. Ok, và đến bây giờ ra mọi người sẽ dẫn một tôi lô bức tranh nha. Của nhà vua này sẽ có màu vàng đấy. Hoàng thượng có viết ok. Oh yeah, quên cả mẹ cũng mua.
Wait a minute. Okay, yeah. Ok nha mọi người, đợi mình xíu nha. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, mình xem tấm bích xanh nhé, có thể cho mình xem nhé. Anh muốn cái câu trả lời, mọi người đợi mình xíu. Hả? Mọi người đợi mình xíu ha, mình cần check lại cái. Anh lên phun tay hả?
Ok nha mọi người, sorry mọi người, mình chưa được biết trang nhé, có thể cho mọi người xem nhé. Ok nha mọi người. Để xem được cái tranh nhé, có thể cho mình xem nhé. Ok nha mọi người. Nhiều cái có thể chiêu mà, chẳng hạn như ngọc lục bảo, cái thứ hai từ dưới lên ở giữa, à dây chuyền lục bảo, nó có chiêu, siêu thì nhiều cái lắm, nhiều cái đồ, về là tưởng quá nhiều hồi chiêu, sốc một phát, đằng nào hồi chiêu sốc phát nguyên combo. À, cái gì nhỉ, video này like rồi phải nhớ rồi ok nha. À đây lên nhá. Ok nha. Cái gì nhỉ? Cái gì là gì nhỉ? Chốt đơn. Chốt đơn, chốt đơn. Ok và đầu hàng, em thắng rồi nhé. Được rồi, trà sữa. Hay chưa? Một cốc trà sữa. Mình còn rơi đây. Ok anh. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người like, share, đăng ký kênh của mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một tranh cực kỳ đặc biệt cho mọi người nha. Đó chính là một chiếc bàn chải và kem đánh răng. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô lô bức tranh nha. Ok, bạn chạy một xanh lá nhé. Chán lắm, nhiệt đều như vậy được rồi. Nhiệt quá không tốt. Ok nha. Ô
Ok. Không có hack map đâu anh. Hack map giờ nó ở lên rank. À nó rank cao chứ nó chinh rank thấp thì làm chi. Sơ hở là hack map thôi. Không có đâu bạn ơi. Vừa cập nhật bản mới lấy nó ra hack map hả trời. Lấy từ kia nó mới livestream hack map xong. Nhưng nó đã bán đâu. Vấn đề hack map nó có bán đâu. Chỉ có một số ít có thôi nhưng mà bọn đấy đang cầm nick chính thì nó có rồi. Bọn kia nó cày tay đã chứ nó cần hack vội. Anh đi lộ sai. Nhiều lúc nó sẽ hiện sai mình mà quan trọng mình dự đoán không. Cái kia thì treo được cái này không ta? Tối nay về nhà tính toán là ok nào người này nghe là chiều thế nhỉ? Lần này mẹ chiều thế. Ok. Anh Đức đang mở mà đúng không? Anh Đức đang mở nhà đúng không? Anh sắp. Ok. Ok nha mọi người. Thì sẽ tranh thủ mình làm về việc nha.
Ok em ở đây. Ủa, em nhớ em quay video 8 phút, anh cần cắt lần 8 phút. Vậy em sẽ cắt không chuẩn. Lười, lười cắt chuẩn. Ok nè mọi người. Ok. Đây kết thúc nha, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nếu bây giờ tiếp theo mọi người like xin kỳ kênh của mình nhé. Bye bye.